Công Phượng, Xuân Trường chưa đủ đẳng cấp chơi bóng ở nước ngoài. Công Phượng không có tên trong đội hình ra sân, Xuân Trường không được ra sân thi đấu. Đó là những cái tít quen thuộc vào mỗi cuối tuần trên các báo lớn, nhiều đến mức nhàm chán. Người đọc báo còn nhàm chán đến vậy, thì những người trong cuộc như Công Phượng, Xuân Trường ắt hẳn còn cảm thấy chán ngây bao nhiêu vào thời gian này. Nói về Công Phượng, huấn luyện viên trưởng tạm quyền Lim Jong, Jong của Incheon khẳng định việc không điền tên tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Việt Nam trong đội hình ra sân ở những trận gần nhất là vì lý do cậu ấy chưa đạt phong độ 100%, cậu ấy còn không có cả ý chí chiến đấu. Xuân Trường cũng không khá gì hơn, khi huấn luyện viên Buriram than phiền rất nhiều về thể lực quá yếu của cầu thủ này. Nói trắng ra là Công Phượng, Xuân Trường kém hơn rất nhiều các cầu thủ khác mà các huấn luyện viên này đang có trong tay. Không ai lại đi sử dụng, hàng xuống cấp, hàng mất phong độ, thiếu tinh thần thi đấu trong bóng đá cả. Nhìn trận bán kết Champions League lượt đi giữa Barcelona với Liverpool mà xem, cùng là cố nhân của Liverpool nhưng đang khoác áo Barca, thì Suarez mạnh mẽ, quyết liệt tranh chấp, không ngại ngần va chạm để bằng mọi cách sút tung lưới đội bóng cũ bao nhiêu, thì trái ngược lại là một Coutinho sợ hãi, lo lắng, thi đấu như người mất hồn bấy nhiêu khiến huấn luyện viên phải thay ra giữa chừng. Mà đấy là những cầu thủ đẳng cấp, những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Còn Công Phượng, Xuân Trường dù có là ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam, thì với huấn luyện viên của các câu lạc bộ ở Hàn Quốc và Thái Lan như Incheon, Buriram United, nói như cách mà người Việt Nam vẫn gọi, anh chẳng là gì cả. Không hòa nhập được lối chơi của toàn đội, không phù hợp với triết lý xây dựng đội hình, lại yếu cả về thể chất, kém về tinh thần thi đấu. Chẳng có gì lạ khi Công Phượng, Xuân Trường còn không được điền tên vào danh sách thi đấu. Mặc dù hợp đồng của hai cầu thủ này khi chuyển nhượng cho Incheon United và Buriram United, ông Đoàn Nguyên Đức đã rất cẩn thận với điều khoản các cầu thủ, con cưng của ông phải được ra sân 70% số trận của mùa giải. Nhưng nhìn mà xem, Xuân Trường đã vắng mặt trong mùng 7 tháng 9 trận gần đây, còn Công Phượng nhiều trận ngồi làm khán giả hoặc làm dự bị, hoặc có được ra sân thì chưa bao giờ trọn vẹn 90 phút. Ấy là chưa kể có trận anh được ra sân đúng một phút ở phút bù giờ. Người hâm mộ Việt Nam rõ ràng rất lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Công Phượng và Xuân Trường. Nhưng thẳng thắn mà nói, chúng ta phải chấp nhận một thực tế là Công Phượng, Xuân Trường chưa đủ điều kiện để chơi bóng ở nước ngoài, điều mà đã từng xảy ra khi chính Công Phượng thất bại khi thử việc ở câu lạc bộ Mito Halihak của Nhật Bản, còn Xuân Trường thử việc ở Incheon cách đây hơn 3 năm. Chúng ta từng có rất nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu thất bại. Không chỉ có Công Phượng, Xuân Trường lúc này mà ngay cả tiền đạo Công Vinh cũng thế. Họ đều là những cầu thủ có tố chất kỹ thuật, thành công khi đá ở câu lạc bộ trong nước hoặc đội tuyển, nhưng ra nước ngoài không chơi bóng được là vì thể lực không đáp ứng. Thể lực là điểm yếu lớn nhất của cầu thủ chúng ta, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh trao đổi với phóng viên Dân Trí. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao những Công Phượng, Xuân Trường thi đấu rất hay ở các giải đấu quốc tế như U23 châu Á, ASEAN 2018, AFF Cup? Gặp những đội bóng rất mạnh như Nhật Bản, Iran, Qatar, Hàn Quốc, họ vẫn đủ sức tranh chấp trong suốt 90 phút, thi đấu không biết mệt mỏi, kể cả phải đá hiệp phụ, thì tại sao khi đá giải quốc nội của Hàn Quốc, Thái Lan lại thua kém về thể lực, mấu chốt vấn đề ở đâu? Đường dài mới biết ngựa hay, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh ví von, theo ông Vinh, việc chinh chiến ở các giải đấu quốc tế thật ra chỉ đòi hỏi phong độ. Còn thi đấu cả một mùa bóng ở giải quốc nội lại đòi hỏi đẳng cấp của cầu thủ. Đẳng cấp là tổng hợp của yếu tố kỹ thuật, sức mạnh, tinh thần, từ ngày này qua ngày khác, từ trận này qua trận khác. Đẳng cấp còn được đặt cạnh và so sánh với những cầu thủ khác trong đội hình. Các giải đấu quốc tế của đội tuyển thật ra chỉ diễn ra có vài trận, có vào sâu đến bán kết, chung kết cũng chỉ 5-7 trận, nên những cầu thủ nhất thời sẽ tỏa sáng, còn đá cả mùa bóng nó khác hoàn toàn. Cầu thủ Việt Nam điểm yếu nhất vẫn là thể lực. Mà minh chứng rõ nét nhất là trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội với câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng của Trung Quốc cách đây ít tháng. Cầu thủ của chúng ta chơi song phẳng, thậm chí lấn lướt trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực đã xuống thì chúng ta nhanh chóng thua tan tác, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh bày tỏ. Thế nên, việc Công Phượng, Xuân Trường không được ra sân thi đấu vì chưa đủ đẳng cấp chơi bóng ở nước ngoài, cũng không có gì phải ngạc nhiên. Thế Nam, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.